quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Nêu Hai Bóng Đá. Như thường lệ, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin nóng hổi để gửi tới các bạn. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin chính của ngày hôm nay. Thưa bạn, những sai lầm cá nhân thì bị được cộng đồng mạng nguyền rủa, nhưng lúc họ thành công thì chúng ta tâng họ lên trời. Tiến Dũng Văn Toàn đã gặp tai nạn và thuật dùng binh của Tướng Bắc ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích sau. Sẽ không sai nếu nói rằng thủ môn đang là bài toán hóc búa của ông Park trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch SEA Games 30. Vào thời điểm hiện tại, rất dễ dàng để chỉ trích hay phê phán những sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toàn. Trong môi trường đầy thị phi và trở mặt nhanh như người cũ của bóng đá Việt Nam, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toàn rất có thể thành một Phí Minh Long mới trước làn sóng ném đá của người hâm mộ. Nhưng UAE Việt Nam năm nay không phải là UAE Việt Nam của SEA Games năm 2017. Trên tất cả, rồng vàng may mắn có huấn luyện viên Park Hang-seo. Cái cách mà Phù Thủy Park bảo vệ hai học trò để lại nhiều điều đáng suy ngẫm cho bóng đá Việt Nam. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, Tướng Park đối mặt với rất nhiều câu hỏi khó về phong độ của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản. Đặc biệt là sau khi Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản không may dính tai nạn trong các trận đấu gặp Indo và Thái Lan. Thế nhưng thầy Park đã có những động thái dứt khoát, cương quyết bảo vệ các cầu thủ, nhận hết phần lỗi về chính bản thân mình. Vị tuyển trưởng người Hàn Quốc nhiều lần nhấn mạnh, truyền thông tốt nhất không nên đề cập đến sai sót cá nhân, nhất là khi UAE Việt Nam đang giành chiến thắng và đang đi đúng hướng. Rõ ràng, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản là những thủ môn tiềm năng. Hai người gác đền này là hai thủ thành tốt nhất ở lứa tuổi UAE của bóng đá nước nhà. Trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, sai lầm hay sụt giảm phong độ là một phần tất yếu của sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là vị trí thủ môn. Quan trọng là Văn Toản và Tiến Dũng vẫn còn chặng đường dài phát triển ở phía trước. Có thể nói Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản may mắn khi gặp được người thầy đắc nhân tâm như ông Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam cũng may mắn khi kết duyên cùng Tướng Park. Vị thuyền trưởng người Hàn đặt niềm tin kiên định vào các học trò là không hoàn toàn bất ngờ. Đó là thuật dùng binh tài tình, góp phần giúp ông Park khích lệ tiềm năng chiến đấu của các học trò, mang đến thành công cho bóng đá nước nhà. Nếu tinh ý mới nhận thấy rõ ràng rằng ông Park ngoài vai trò huấn luyện viên trưởng còn giống như một người thầy, người cha trong gia đình, luôn bảo vệ, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các cầu thủ. Thầy Park đã kiên định, kiên nhẫn gần 2 năm trời chờ Nguyễn Tuấn Anh phục hồi phong độ đỉnh cao. Hà Đức Chinh mờ nhạt tại câu lạc bộ nhưng lên tuyển liên tục nổ súng. Hay một Nguyễn Tuấn Linh từ một cầu thủ dự bị được Tướng Park nhào lặn biến thành một tiền đạo cắm chủ lực của UAE và đội tuyển quốc gia. Hãy cùng chờ xem phép màu của Phù Thủy Park sẽ giúp Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản vượt qua tai nạn như thế nào. Thưa bạn, trong khi đó, huyền thoại của bóng đá Thái Lan đã có những bình luận về thất bại của đội bóng tại SEA Games 30. Ông Kiakisak chính là người đã từng nói 10 năm nữa đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ không bằng Thái Lan. Và ông đã có những lời xin lỗi về phát ngôn cuồng ngôn của mình ở King Cup và cũng như ở vòng loại AFCON về cái sự phát triển thần tốc của bóng đá Việt Nam. Nhà đương kim vô địch Thái Lan đã chia sẻ SEA Games 30 đầy cay đắng khi không thể thắng UAE Việt Nam trong trận đấu quyết định ngày 5 tháng 12 vừa qua. Cái ký ức 2017 của Việt Nam đã ám lên người Thái. Tương lai của tân huấn luyện viên Nishino đang bị đặt dấu hỏi lớn và dư luận nước này cũng đang thất vọng tràn trề. Một trong những người được quan tâm nhiều nhất tới tình hình của Voi Chiến hiện tại chính là cựu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, huyền thoại tấn công một thời Kiakisak của Thái Lan. Mới đây anh đã lên tiếng phát biểu về nguyên nhân khiến UAE Thái thất bại dù đã tuyển được một thuyền trưởng đẳng cấp khu vực. Kiakisak phát biểu, có thể thấy được tại SEA Games, Thái Lan đã thi đấu không tốt, các cầu thủ hầu như không hiểu được chiến thuật của ông Nishino và nguyên nhân chính là huấn luyện viên này có quá ít thời gian làm việc với đội tuyển UAE. Họ chỉ tập trung cùng nhau một vài ngày trước khi bay sang Philippines nên không có sự chuẩn bị đầy đủ nhất. Cùng quan điểm với Kiakisak, cựu tiền đạo ping pong từng 5 lần vô địch SEA Games đã chia sẻ thời gian dành cho ông Nishino để tìm hiểu là không đủ. Và đội này nào lại khác xa với đội tuyển quốc gia. Trận thua trước Indonesia cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến việc chúng ta bị loại. Rõ ràng phát biểu của hai huyền thoại xứ sở chùa vàng không phải là không có lý. Và thuyền trưởng người Nhật cũng cần nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng của mình trước một nền bóng đá đang đi xuống thấy rõ.
Với 10 điểm sau 5 trận đấu, lần đầu tiên sau 8 năm, Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng của một kỳ SEA Games. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau. Thưa bạn, cái trận chiến giữa Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc và chúng ta đã có một kết quả như mong muốn để chúng ta có thể vào bán kết. Nhưng dư âm của trận chiến đó thì chưa kết thúc. Người Thái thì đổi cho trọng tài Thiên Vị và rất nhiều cầu thủ Thái nói trọng tài là người Việt Nam. Huấn luyện viên Thái thì đang có nguy cơ như một con cá nằm trên thớt bị Liên đoàn bóng đá Thái chuẩn bị chạm. Trong khi đó, trong buổi họp báo ngày hôm qua, không hiểu là lý do gì thì huấn luyện viên Damat của UAE Campuchia đã có những nhận xét xoay quanh trận đấu giữa UAE Việt Nam và UAE Thái Lan. Chẳng nhẽ ông muốn đánh động trước trọng tài và giới truyền thông. Trận cầu tâm điểm của khuôn khổ lượt trận cuối cùng môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa UAE Việt Nam và UAE Thái Lan đã kết thúc, trong dư âm của nó vẫn chưa hề dứt. Theo đó, UAE Việt Nam dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn kịp gỡ hòa. Cái kết quả hòa 2-2 giúp UAE Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Trong khi đó, UAE Thái chính thức bị loại, trở thành nhà đương kim vô địch bị loại từ vòng đấu bảng. Đáng chú ý, ông Nishino cho rằng UAE Việt Nam đã được hưởng lợi từ kết quả của trọng tài vắt chính. Trong khi đó, ông không cần dùng đến các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Ông Park phải dùng đến cả hai tuyển thủ ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, Việt Nam thắng là do đội tuyển quốc gia. Chứ nếu để đội tuyển UAE đá với đội tuyển UAE thì chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Tuy nhiên, ông Damat của UAE Campuchia, đối thủ của UAE Việt Nam tại bán kết, lại không đồng tình với ý kiến trên. Cụ thể, ông Damat khẳng định UAE Việt Nam đã có một trận đấu tốt nhờ thực lực của mình. Huấn luyện viên Damat chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu: "Tôi đã theo dõi trận đấu giữa UAE Thái Lan và UAE Việt Nam. Tôi không nghĩ nhận xét của trọng tài hay tôi không nghĩ phán đoán và kết quả của trọng tài mà ông Nutino nói là đúng. UAE Việt Nam đã chơi tốt, họ chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ của trọng tài để loại UAE Thái Lan. Ở trận đấu tới, UAE Campuchia được đánh giá thấp hơn, nhưng bù lại họ được nghỉ nhiều hơn UAE Việt Nam một ngày. Chưa dừng lại ở đây, UAE Campuchia có lợi thế là đã làm quen thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo. Vì vậy, chúng tôi chẳng việc gì phải ngại Việt Nam cả. Chúng tôi chẳng có gì để mất. Vì vậy, chúng tôi chỉ hướng đến trận chung kết. Kết quả sẽ có sau 90 phút. Các bạn cứ chờ xem, Việt Nam sẽ xách vali về nước." Thưa bạn, chỉ còn vài giờ nữa, đồng hồ đang đếm ngược. Đội tuyển UAE Việt Nam của chúng ta sẽ đấu với đội tuyển UAE Campuchia để tranh giành tiếc vé vào trận chung kết. Thực sự, với những quan điểm cá nhân thì cánh cửa của trận chung kết của chúng ta đã mở toang ra rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần phải đợi 90 phút. Và tôi tin chắc rằng nếu các cầu thủ UAE của chúng ta thi đấu đúng phong độ, đúng đấu pháp thì chúng ta sẽ có kết quả như chúng ta mong muốn. Đụng độ UAE Việt Nam, huấn luyện viên UAE Campuchia nói gì? Huấn luyện viên UAE Campuchia đã có những chia sẻ trước cuộc đối đầu với UAE Việt Nam kết thúc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games. UAE Campuchia đã tạo nên một cú sốc cực lớn. Theo đó, UAE Campuchia đã lần lượt vượt qua UAE Philippines, UAE Malaysia để cùng UAE Myanmar giành vé vào chơi trận bán kết. Với tư cách nhì bảng A, UAE Campuchia sẽ đối đầu với UAE Việt Nam ở bán kết. UAE Việt Nam chắc chắn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Damat đã sẵn sàng cùng UAE Campuchia tạo lên bất ngờ lịch sử ở SEA Games. Vào đến bán kết của SEA Games đã là một bất ngờ lịch sử của bóng đá Campuchia. Hạ gục Việt Nam lên ngôi vô địch có lẽ đó là một điều mà người dân Campuchia cũng không mong. Nhưng huấn luyện viên Damat khẳng định UAE Campuchia đã không còn gì để mất. Họ được nghỉ sớm hơn, sức khỏe dồi dào hơn, được đá trên sân cỏ nhân tạo quen hơn thì không có lý gì mà một đội tuyển Việt Nam đã dệt giá sau những trận đấu với Sinh và Thái lại có thể thắng Campuchia được. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu bán kết ngày 6 tháng 12 trên sân đó là Zizat, huấn luyện viên Damat cho hay: "Tôi hài lòng với những gì UAE Campuchia đã làm kể từ đầu mùa giải. UAE Campuchia cho thấy chúng tôi đã làm được gì, thi đấu một khối gắn kết. Tôi muốn mang lại niềm vui cho tất cả người dân Campuchia bằng chiến thắng ở vòng bán kết. UAE Việt Nam là một thử thách lớn đối với chúng tôi. UAE Việt Nam là một đối bóng mạnh và hy vọng chúng tôi có thể hiện được sự dũng cảm của mình trước họ. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận cầu này. Mong rằng ngày mai sẽ là một trận chiến thắng và là một trận đấu hay. Cứ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thì tôi tin UAE Campuchia sẽ làm được tất cả những gì họ mong muốn."
về cơ hội đả bại của UAE Việt Nam, huấn luyện viên Đan Mát khẳng định trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, không có bao giờ có cái lý thuyết là người thắng là kẻ mạnh. UAE Việt Nam mạnh hơn nhưng không ai khẳng định là UAE Việt Nam thắng ở trận bán kết cả. Chúng tôi có thể thắng và chúng tôi sẽ làm vì chiến thắng. Hẳn không ai nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vòng bảng SEA Games, nhưng bây giờ chúng tôi đang đá ở bán kết và hôm sau chúng tôi sẽ đá ở trận chung kết. Hãy tin chúng tôi sẽ tạo địa chấn trước Việt Nam. Thưa các bạn, vừa rồi là những thông tin chi tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã quan tâm và ủng hộ Channel 2 trong suốt thời gian qua. Và để không bỏ lỡ bất cứ những tin tức nào, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và nút chuông. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.